mở ra cho thầy nhá. Đây, dùng cái này được thay vì dùng cái đây. Đấy, thầy cài đặt xong rồi. Các em chú ý cho thầy là dùng Java JDK này và dùng NetBean. Như thầy chiều lòng bạn là gì nhỉ? Bạn Biên. Ok chưa các em? Rồi bây giờ ta mở một new một cái NetBean mới nhá. Nào, chúng ta phải chọn kiểu dữ liệu là PHP. Đây, chúng ta chọn đấy nhá. Vì trong này nó có rất nhiều cái HTML này, vân vân này. Java này thì chúng ta chọn. Đây, chúng ta chọn bên này. Chúng ta next. Đấy. Để cho nó activating PHP đã. Đấy, đầu tiên thì bao giờ nó cũng vậy. Rồi bây giờ ta chọn dự án 1, chúng ta ghi bài tập 1 hay là PHP project 1 đi, mặc định đây. Mặc định thì lát nữa ta chạy ta lại phải nhìn nó rất là lâu. Chúng ta ghi là bài 1 đi. Bài 1 hoặc là chúng ta chọn browser, chúng ta vào đây. Đấy, trừ thì chúng ta cũng chọn OC. Chọn OC nhá, các bạn chọn gem. Các bạn chọn cho thầy vào đây. Bài 1, bài học 1, ok. Xong, next. Đấy, next. Localhost chúng ta copy ra để chạy nhá. Rồi, next. Đó. Đây nó gợi ý cho các framework thôi, ta không cần. Rồi. Phoenix. Đây, bài 1 của chúng ta đây. Nào bây giờ chúng ta sẽ tạo new một file PHP. Thầy gọi là bài 1.php trong folder project 1. Đó. À, để thầy xem nó folder này rồi, đúng rồi. Mà tại sao nó không chọn select rồi mà lại không hiện ra đây. Đây bài 1 đây. Nào bây giờ thầy làm bài đầu tiên nhá. Bây giờ các bạn thấy là cái mã PHP được viết trong cái sau cái mà có cái dấu hỏi .php. Bây giờ chúng ta đóng lại đây. Rồi bây giờ thầy sẽ viết câu lệnh đầu tiên. Các em ghi cho thầy. Chào cả lớp. Đó, đây là câu lệnh viết ra màn hình một lời nhắc. Cả lớp ghi vào cho thầy. Để thầy setup cho nó chữ nó to lên đã. Rồi. Chọn option. Rồi thầy chọn phông. Cho chữ nó to lên tí. Chọn phông chữ. Cho chữ hẳn 2, 18, 24 đi. Ok. Đây. Cả lớp nhìn thấy chưa? To chưa? Được rồi đấy ạ. Ờ, bây giờ ta chạy thử nhá. Nào, bây giờ chúng ta chạy thử này. Localhost. Rồi. Chúng ta ghi là bài tập. Bài tập 1. Rồi thì thầy lấy cái kia bài kia ra. Nó nằm ở chỗ nào? Đây bây giờ chúng ta phải ta dẫn chỗ này.
tên nó quên đi cái là nó không ra được. Em này. Rồi giờ chúng ta vào đây nhá, các bạn máy các bạn vẫn cài cái đấy. Bài học 1. Xong đến bài 1. Đấy. Bài học 1 nhá, cả lớp chú ý cho thầy bài học 1. Rồi. Local hot. Bài học 1. Bài 1 chấm PHP. Đúng chưa nhỉ? Bài học 1. Bài học 1. Bài học 1 đúng rồi. Chấm PHP. Đây là PHP rồi. Nào bây giờ thì thầy ghi là bài học 1. Rồi, bài 1. À, bài 1 của chúng ta là Eco. Bài 1 của chúng ta đây cơ. Ở ngoài lại trong một cái nữa. Rồi, các em ghi cho thầy là Eco Hello lớp. Rồi, chúng ta chấm phẩy nhá. Đây dòng thầy dạy dòng lệnh đầu tiên này. Hôm nay là chúng ta học từ I tới M nhá, ABC luôn. Nào bây giờ các bạn nhìn lên này. Hello lớp chưa? Các lớp nhìn thấy chưa? Đã rồi ạ. Các em nhìn thấy chữ chưa? Rồi nhá. Đấy, thì đây là câu lệnh chúng ta ghi cho thầy. Đây là câu lệnh, còn đây là lời nhắc này. Trên là câu lệnh. Viết ra dòng chữ. Còn cái dòng mà nó mờ mờ màu đen này và có hai gạch dưới này thì trình biên dịch nó sẽ không dịch cái này, nó sẽ bỏ qua. Cái này là dùng để cho chúng ta khi lập trình chúng ta làm nhiều lệnh thì chúng ta viết cái câu lệnh đây, chúng ta viết dòng nhắc này để cho chúng ta có thể dò xét lại, tìm lại mà sửa lỗi. Cả lớp nhớ chưa? Nào ghi vào vở cho thầy. Các em ghi vào vở cho thầy. Đây là câu lệnh dùng để viết ra dòng lệnh báo lỗi. Tức là viết ra một cái ghi chú cho chúng ta. Các em đi cho thầy nhá. Viết ra dòng lệnh ghi chú. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang khái niệm tiếp theo. Cả lớp ghi cho thầy. Chúng ta học tiếp nhá. Nào bây giờ các em ghi cho thầy khái niệm biến. Cả lớp ghi cho thầy biến là gì. Thầy lại phải dùng cả bút để viết lên nữa. Đấy, video của thầy là đợt này nó đầy đủ nhá, chúng ta vô tư đi, không lo máy chạy chậm nữa. Thầy xem nào, nuốt của thầy nó nằm chỗ nào này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cho thầy khái niệm biến. Biến, cả lớp ghi cho thầy, là ô nhớ được thay đổi nội dung bên trong ô nhớ này, ở trong bộ nhớ nhá, các em ghi được lưu trong bộ nhớ trong
CPU. Đấy, cả lớp ghi cho thầy nhá. Rồi, cả lớp ghi tiếp cho thầy. Ô nhớ đó được khai báo bởi người lập trình rồi, các em ghi tiếp cho thầy. Biến có nội dung thay đổi trong quá trình chạy của chương trình đấy. Cả lớp nhìn thấy chưa? Alo các em. Đã có thầy ạ, đã có thầy ạ. Có chưa? Có nhá, ghi vào cho thầy này. Nó thay đổi trong quá trình chạy nhá, do cái hoàn cảnh thôi, tức là do cái thuật toán, do cách viết của chúng ta thì nó thay đổi. Thế còn địa chỉ các em ghi cho thầy. Địa chỉ tuyệt đối của biến thì cố định. Khi nào ta xóa biến thì địa chỉ đó mất. Giống như một cái nhà ấy, chúng ta có tên đường phố này, tên số nhà trên đường phố. Thế còn biến là nội dung ở trong là những người nào đang ở. Xong rồi là người ta lại dọn đi, người khác thuê, nó cứ vào nó ra, vào nó ra. Ý nó như vậy, cả lớp hiểu ý thầy không? Alo? Được chưa? Có. Ờ, đấy nhá, tức là nội dung bên trong thì nó có thể thay đổi nó đi. Rồi bây giờ các em ghi tiếp cho thầy cách biến ở bên trong khai báo như nào. Chúng ta ghi khai báo biến có dấu đô la đằng trước, chú ý chữ đầu tiên của biến không được là chữ số. Của biến không được là chữ số. Số nhá. Đó, ví dụ thầy khai báo như này. First name. Đấy, thì cái này hợp lệ nhá. First name thì đằng trước nó là một dấu đô la, đằng sau là chữ thường. Các em hiểu chưa? Có nghĩa là đây là một biến. Đấy, bằng cái gì? Chẳng hạn là bằng là Nguyễn Văn Biên. Đấy, thầy chỉ dựa Nguyễn Văn thôi, đúng không? Rồi chúng ta ghi tiếp này. Last name. Tên trước tên sau bằng chữ Biên. Đấy. Thế thì giá trị ở đây là Nguyễn Văn được đặt vào bên trong first name. Giá trị Biên được đặt trong last name. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Rồi nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gì? Sẽ thấy là hai cái biến đấy có nội dung khác nhau. Có nội dung khác nhau. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi cả hai biến này ra. Chúng ta ghi echo họ tên sinh viên. Sinh viên nhá. Là các em ghi cho thầy chấm ở dưới. Chúng ta ghi first name.
Được chưa? Rồi chấm tiếp để nối với cái kia. Đó, cách ra một cái các em lại nối tiếp last name. Chúng ta học từ bài dễ đến bài khó nha. Chấm phẩy. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy này, thầy khai báo first name là Nguyễn Văn, last name là Biên. Thì khi ghi ra màn hình nó sẽ hiện lên là họ tên sinh viên là các em cho hai chấm ở đây một tí. Đấy, cho đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta chạy nhá. Đây. Họ tên sinh viên là Nguyễn Văn Biên. Thầy xóa cái lệnh trên đi. Hello lớp. Đó. Rồi, bây giờ các em nhìn nhá. Đây. Đó. Đúng chưa? Đúng kết quả chưa các em ơi? Alo. Cả lớp nhìn thấy chưa? Được rồi ạ. Rồi nha, làm y xì ở trên đấy. Bạn nào mà hôm nay chưa kịp máy tính thì các bạn phải ghi vào cho thầy. Nào bây giờ cả lớp ghi đi. Ghi vào cho thầy nhá. Thầy dừng lại cho các em ghi đấy. Rồi ta tiếp tục này. Biến A mà thầy gắn bằng nôn thì biến này người ta gọi là biến rỗng, không trỏ vào cái gì cả. Các lớp nhớ chưa? Biến này gọi là biến rỗng. Biến rỗng. Đó. Giá trị luôn. Rồi tiếp theo, ví dụ thầy ghi là address bằng, có nghĩa là một chuỗi rỗng. Chuỗi rỗng. Đó, cả lớp ghi cho thầy như thế nhá. Rỗng, rỗng nó không có gì cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp tục. Cả lớp ghi cho thầy. Các toán tử bên trong chúng ta ghi nhá. Các toán tử bên trong PHP, đây được viết lên đây, sử dụng toán tử bên trong PHP. Cả lớp ghi cho thầy. Phép cộng, đầu tiên chúng ta ghi phép cộng thì dùng hai chấm, các em dùng cho thầy dấu cộng nhá. Phép trừ hai chấm chúng ta dùng dấu trừ. Phép nhân chúng ta dùng dấu sao. Các em nhớ nhá.
Toán tử tiếp theo này, phép chia thì các bạn sử dụng cho thầy dấu gạch này. Tiếp tục, phép chia có dư, các em dùng cho thầy dấu phần trăm trên màn hình. Rồi, sử dụng các dấu ngoặc. Đóng mở như sau nhá. Để nhóm các biểu thức lại. Đấy. Ví dụ nó sẽ tính toán là gì? Chúng ta ghi cho thầy. Nó sẽ tính toán từ ngoặc bên trong cùng bên trong tính ra bên ngoài. Đấy, các bạn ghi đấy cho thầy nhá. Những cái này là lý thuyết các bạn phải ghi. Rồi các em ghi cho thầy. Tiếp theo này. Phép toán logic. Em ghi cho thầy phép toán logic. Phép toán logic thì các em tính cho thầy như sau nhá. Phép như này là và, có nghĩa là và. Phải hai cái dấu này nhá. Ví dụ chúng ta ghép hai biểu thức lại trong một phép toán if hoặc else thì các bạn phải dùng cái này. Tiếp theo này, khác này. Khác thì nó như này thì có nghĩa là khác. Phẩy nhá. Đây thì có nghĩa là khác. Rồi, hoặc hoặc thì như này. Đấy. Hình như là cả lớp hôm nay ấy thầy sao cũng nhỉ? Lớp nó cứ im bắn thế nào? Có thầy ạ. Có không? Có. Có rồi à? Ồ, ok. Rồi. Đấy, chúng ta nhìn thấy nhá. Những cái này ghi vào này, khác này, hoặc này, và này. Nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta chú ý thêm một vài cái nữa. Ví dụ bây giờ thầy cho x đô la x bằng 15. Sau đó thầy ghi chữ x cộng cộng như này. Thì lúc này x của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? X của chúng ta sẽ bằng 16. Cái phép này nó thay cho từ viết tắt. Chúng ta ghi cho thầy. Thay cho từ thay cho lệnh tắt. Lệnh tắt tức là x bằng x cộng 1. Đó, các lớp ghi cho thầy vào nhá. X có nghĩa là bằng x cộng 1. Nếu thầy viết như này, x trừ trừ thì có nghĩa là x lúc này x sẽ bằng 14. Đó. Các em chú ý cho thầy nha, nó sẽ bằng 14. X trừ trừ là x bằng 14. Được chưa cả lớp? Ok chưa? Được rồi. Ngon rồi đúng không? Đấy, ta hiểu được những cái đấy. Rồi bây giờ chúng ta thêm ta sẽ sang những cái khác nữa. Là chúng ta sẽ vào các lệnh
gọi là lệnh thầy sẽ vào một số lệnh lệnh kiểm tra là chúng ta ghi lệnh kiểm tra biến nha, chúng ta ghi lệnh kiểm tra biến trong PFA. Ta học ít thôi là nó sẽ tích lũy vào cái kiến thức của chúng ta để chúng ta nhớ được. Lệnh kiểm tra biến đấy, hôm nay là thầy dạy trực tiếp chứ không phải là dùng video để mà nói lại cho chúng ta, vì đợt trước là máy của thầy nó chậm, thầy dạy trực tiếp thì nó sẽ không truyền được cho các em ngay lập tức được. Thì hôm nay là thầy dạy trực tiếp xong thầy ghi lại để chúng ta xem trên YouTube lại một lần nữa cho nhớ. Thế còn hôm trước là thầy dạy trước xong rồi thầy nói thì nó sẽ không gọi là trực tiếp được. Là chúng ta ghi cho thầy lệnh kiểm tra biến nha. Thứ nhất là kiểm tra tồn tại. Kiểm tra biến có tồn tại hay không? Tồn tại hay không? Thì chúng ta dùng lệnh cho thầy iset. Đấy, trong là tên biến. Nhá. Iset tên biến là nó có tồn tại hay không? Rồi, kiểm tra rỗng thì chúng ta dùng từ empty. Tên biến. Đấy. Kiểm tra biến có là số hay không? Có là số hay không? Đây nha, những cái này là chúng ta dùng để kiểm tra này. Cái hàm iset là 1, hàm empty là 2. Kiểm tra số hay không thì chúng ta chọn hàm iNumber. Inumberic. Inumberic. Ở bên trong là một biến số, là chúng ta trong nhiều khi điều kiện chúng ta đấy, thì chúng ta dùng cái này nhé. Rồi, đấy là chúng ta có những cái cơ bản để chúng ta kiểm tra nó có đúng hay không. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp tục là những logic khác. Các em ghi cho thầy phép bằng, phép kiểm tra bằng. Thì lúc này nó không phải là một dấu bằng mà nó phải là hai dấu bằng các em nhé. Đấy là phép kiểm tra bằng. Là kiểm tra thì chúng ta sẽ cho ví dụ, thầy lấy ví dụ if biến A mà bằng biến B. Đấy, thì thầy sẽ làm trong cái ngoặc đơn này như này. Đây, ví dụ hai chấm ở đây. Đó, cả lớp chú ý nhá. Đây, đây là kiểm tra dấu bằng. Rồi kiểm tra tiếp theo là kiểm tra lớn hơn và nhỏ hơn. Thì chúng ta làm như sau. Lớn hơn, ví dụ A lớn hơn B thì chúng ta ghi là A lớn hơn B. Như dấu chúng ta học toán bình thường thôi. Hoặc lớn hơn hoặc bằng thì các em cho thêm dấu bằng. Các lớp nhớ chưa? Alo. Dạ vâng ạ. Ờ nha, nhớ cho thầy những cái này là thầy nói là chúng ta phải chú ý hết sức vào. Đấy. Rồi có rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải ví dụ như này. Chúng ta phải kết hợp vào if iset biến A này. Xong rồi lại và nếu tồn tại A và
A lớn hơn hoặc bằng B thì chúng ta phải viết cái ngoặc như thế này nhá. Hai ngoặc đơn để ràng buộc với dấu và đằng giữa, và chúng ta phải thêm hai ngoặc nữa bên này. Đấy, ví dụ trong tình huống này, nếu xảy ra hai cái này thì chúng ta phải kết hợp như sau. Đó, các bạn chú ý nhá. Đây, đây là nối biểu kiện. Đó, để chúng ta có thể làm nó chuẩn hơn. Rồi bây giờ chúng ta sang lệnh tiếp theo. Cả lớp ghi cho thầy. Lệnh thứ nhất là lệnh if đơn. Thầy vừa nhắc ở trên rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ ghi lệnh điều kiện. Điều kiện có tên là if. Trong Pascal của chúng ta học lớp 11 là if then, nhưng ở đây thì đã không cần như thế. If chẳng hạn như price nhỏ hơn 0 đấy, thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Chẳng hạn như là lời nhắc. Bằng giá này không hợp lệ đúng không? À, giá phải lớn hơn không? Đó, đây là lệnh if nhá. Đấy, và chúng ta đóng ngoặc này lại. Đây, đây là điều kiện lệnh đơn. Các lớp chú ý cho thầy, lệnh đây là lệnh đơn nhá. Ta viết lệnh đã xong, lát nữa ta sẽ làm bài tập. Đó, đây là một lệnh đơn. Lệnh ghép các em ghi cho thầy. Lệnh ghép xảy ra hai tình huống. Lệnh ghép xảy ra hai tình huống. Cả lớp ghi cho thầy. Ví dụ như này, thầy xảy ra tình huống như này nhá. If mở ngoặc ra empty first name có thể các em cho dấu gạch chân cũng được nhá, đều hợp lệ. Nhưng mà cái từ đầu tiên như từ F này mà số là không được. Hoặc là chữ hoa thì nó sẽ thay đổi, tức là PHP nó sẽ phân biệt chữ thường và chữ hoa. Em chú ý cho thầy. Nếu first name, nếu empty first name thì như nào? Chúng ta phải có hai cái ngoặc này. Empty là một hàm, bên trong là first name, còn if là của cái tình huống if. Cái ngoặc ngoài cùng. Rồi mở ngoặc ra. Chúng ta ghi echo. Đấy, ghi nhá. Tên không được rỗng. Đấy. Được chưa? Xong rồi chúng ta ghi như này cho thầy. L. Lại mở ngoặc ra tiếp. Tên echo. Echo là message hay là tên là chấm dưới first name. Và đóng cái ngoặc này. Thế bây giờ thầy tách ra cho các em dễ nhìn nhá. Đây. Đây, đủ rồi. Đấy. Nếu mà rỗng thì nó sẽ làm cái lệnh trên. Còn nếu không thì nó sẽ làm cái lệnh gì? Làm cái lệnh dưới. Các lớp hiểu chưa? Đấy.
Đây là lệnh kép. Cả lớp ghi vào cho thầy. Đây là lệnh kép. Rồi bây giờ các em ghi sang cho thầy tiếp lệnh tiếp theo. Lệnh lập. Lệnh lập đầu tiên chúng ta học lệnh là lệnh while. Đấy, môn của chúng ta là lập trình cơ bản cho nên là bây giờ chúng ta sẽ gặp lệnh while. Các em ghi cho thầy, while này bên trong là điều kiện. Sau đó là đến lệnh. Đóng lệnh lại. Đây là mở một tập lệnh và đóng một tập lệnh. Rồi bây giờ thầy sẽ có một cái tình huống như sau. Có tình huống như sau. Tính tổng các số. Cả lớp ghi nhá. Tổng các số từ 1 cho đến 10. Tổng các số từ 1 cho đến 10. Đây là một bài toán rất là dễ. Chúng ta áp dụng tin học để chúng ta tính ra. Các em ghi cho thầy như sau, các số từ 1 đến 10 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng chưa các em nhỉ? Alo. Được rồi ạ. Bây giờ ta sẽ dùng cái lệnh while để ta cộng tổng nó vào nhá. Cả lớp hiểu ý thầy không? Ta dùng cái lệnh while này thì ta cộng nó vào. Đấy, thầy dạy rất chậm nha. Các em nữ mà chúng ta không theo kịp thì chúng ta cũng hiểu. Vì là thầy sẽ sử dụng cả đồ họa này để thầy viết đây này. Đây, bây giờ các em nhìn thầy làm nhá. Rồi, bây giờ thầy dùng cả bút thầy viết ra này đó. Để thầy vẽ ô nhớ cho các em. Đấy, bây giờ chúng ta làm phép toán từ 1 cho đến 10 đi. Cộng vào. Chúng ta phải cộng vào. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái. Thầy sẽ vẽ hình ra. Bây giờ nhá, chúng ta phải tính các số từ 1 này, 2 này, 3 này, chấm 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 đến 10. Thế vậy thì bây giờ ta lưu cái số này như thế nào? Thì các em sẽ xem thầy mô tả cái thuật toán. Đấy. Đầu tiên thầy sẽ cho một cái biến S là một cái đô la S, thầy cho bằng 0. Đầu tiên nó chưa có gì, đúng không? Thế xong rồi thầy sẽ làm một cái lệnh là kiểm tra. Kiểm tra là một cái biến. Kiểm tra là dùng một biến. Biến y. Cho y chạy từ 1 cho đến 10. Đấy, và S lúc này của chúng ta sẽ bằng y. Đầu tiên là y bằng 1. Nhá.
Đầu tiên này thầy sẽ làm như bên ngoài này, S sẽ bằng 1 này. Thôi đô la mình viết sau. Xong rồi kiểm tra Y cũng bằng 1. Thì Y lúc này vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 10. Nó đúng thì chúng ta tiếp tục làm vòng y, làm lệnh y. Đó. Nha, vẫn tiếp tục làm lệnh y. Sau đó y của chúng ta sẽ tăng bằng y cộng 1. Có nghĩa lúc này là y bằng 2. Thì s của chúng ta sẽ bằng 1 ban đầu cộng với 2 là bằng 3. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Dạ vâng ạ. Nhá, thầy đang giải thích để cho các bạn hiểu. Y lại bằng 3. Đúng chưa? Và lúc này người ta kiểm tra y bằng 2 nhỏ hơn bằng 10. Vẫn làm tiếp. Đấy. Xong bước tiếp theo, S của chúng ta sẽ bằng 3 cộng với y lúc này sẽ tăng lên 3. Y lúc này bằng y cộng 1 là bằng 3. Và bước tiếp theo là sẽ bằng 3 3 của cái bước vừa xong cộng với 3 tiếp. Và lúc này bằng 6. Và y lúc này của chúng ta là bằng 3, nó kiểm tra vẫn nhỏ hơn 10 thì nó cộng với 1 là bằng 4. Bằng 4 xuống thì S của chúng ta lại bằng 6 cộng với 4. Và y của chúng ta lúc này lại tăng lên 5, vẫn nhỏ hơn kia thì S lại bằng 6 cộng 5. Y lúc này bằng 5 nhỏ hơn 10 lại bằng 6. Và S lúc này lại bằng 11 cộng 6. Cứ như thế cho đến khi Y bằng 10 thì kết thúc. Và cái tổng S này của chúng ta sẽ lần lượt cộng vào, đúng không? Cộng 6, cộng 7, cộng 8, cộng đến 10. Đấy. Các lớp hiểu ý thầy không? Alo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết lập trình nhá. Rồi bài toán là chúng ta làm như vậy. Rồi bây giờ thầy làm trực tiếp trên đây này. Rồi thầy xóa hết chỗ này đi. Đó, chúng ta ghi bài toán tính tổng. Tính tổng từ 1 đến 10. Đó, đây chúng ta ghi như thế nhá. Rồi, chữ nó hơi vàng vàng. Không biết là các em có nhìn thấy được không? Eco. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục này. Ta cho đô la S bằng 0. Được chưa? Y. Đô la S bằng 0 nhá. Tiếp theo này thầy cho Y bằng 0. Y bằng 1 trước cũng được. Thế. Trong khi Y nhỏ nhỏ hơn bằng 10. Đây. Trong khi Y nhỏ hơn bằng 10, xuống dòng sẽ làm cái gì? Đấy, chúng ta mở ngoặc này ra nhá. Chúng ta sẽ cho S bằng Y. S bằng Y. Đây. Đầu tiên nhá, S bằng 0 này, sau đó S bằng Y là bằng 1 này. Y vẫn nhỏ hơn 10 vì 1 nhỏ hơn 10 nó làm đầu tiên. Và chúng ta sẽ có là Y bằng y cộng 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 1. Đấy. Đấy, bây giờ chúng ta thấy không? Đúng chưa? Y sẽ bằng 1 đến 9, 9 cộng 1 bằng 10, vậy vậy S nó sẽ bằng y. Đấy, đây là cái tổng. Các em có thể là y cộng cộng cũng được.
Và bây giờ chúng ta hết vòng lặp thì chúng ta viết ra echo tổng từ 1 đến 10 là F. Cả lớp nhìn thấy chưa nhờ? Alo các em, có em nào thắc mắc gì không? Không ạ. À, thế thì bây giờ nhá, đến khi mà nó bằng 10, bằng 10 rồi à, im từ chỗ này sai nhá, à, thầy sẽ ghi y của thầy lúc này sẽ bằng bằng 0 đi. Đấy, và thầy sẽ s bằng s cộng khợ cộng y chỗ này. Đó, s và bằng s cộng y nhá, nó phải thế, tức là đầu tiên vào ấy thầy cho cái này lên trên, cắt đưa lên trên, thầy vẫn thấy sai. Đầu tiên y bằng 0, vào trong vòng lặp y bằng 1, s bằng 0 cộng y là cộng 1, thì lúc này là y của chúng ta bằng 1 rồi, nó lại lộn lên kiểm tra tiếp, vẫn nhỏ hơn 10 thì y sẽ bằng 2, và s lúc này của chúng ta bằng 1 cộng 2, như này mới đúng. Đó, bây giờ chúng ta chạy. Tổng là 66. Các em thử bấm máy tính ở ngoài xem có đúng bằng 66 không? Tổng bằng 66 nhá. Đó, tổng đến 10 là tổng bằng 66. Bây giờ cả lớp sẽ làm cho thầy bài toán sau. Làm cả lớp nhá, cùng làm nhá. Đấy, bây giờ thầy sẽ cho một bài tập như sau. Chúng ta ghi tính tổng S tính tổng sau, tổng sau nhá, các em ghi cho thầy S này bằng 1 phần 2 này cộng 1 phần 4 này cộng 1 phần 5 này. À thầy xin lỗi, S bằng 1 S bằng 1 cộng với 1 phần 2 cộng với 1 phần 3 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 5 cộng chấm 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 cộng với 1 phần n, trong đó n bằng 100. Nào bây giờ bạn nào tính cho thầy cái thuật thuật toán này. Alo, cả lớp ghi đề này vào cho thầy nhá, dùng thuật toán vòng y để tính. Alo các em, cả lớp nhớ nhá, bây giờ thử làm rồi giơ cho thầy ý kiến luôn. Đó, em với n bằng 100, thầy cho các em nghĩ trong mấy phút, viết ra giấy, xong rồi giơ lên cho thầy xem. Thank you.
Ơi, bây giờ cả lớp làm cái chuỗi tổng S này cho thầy nhá. Chúng ta làm tính toán tốt thì chúng ta mới lập trình tốt được. Đấy, một cái tổng đơn giản thì thôi. Alo, các em làm được chưa? Vẫn đang chép à? Ok, thì bây giờ à, bằng bạn Ngọc bằng 5 năm à? Bây giờ đang tính cái tổng này. Thầy hỏi các bạn là đợt này thầy dạy có nhanh hơn đợt trước không? Cái màn hình nó có trôi nhanh không? Nó có hiện ra tức thì không? Tính đến 1 đến 10 à, em kiểm tra lại xem thuật toán của xem có đúng không? Nếu mà có khả năng là thầy cũng nhầm một tí thôi. Nhầm có thể thừa đi một cái nhưng mà nhỏ hơn bằng 10 thôi em ạ. Nghĩa là 10 cộng 9 cộng 8 cộng 7. Đấy, cấp số cộng. Từ 1 đến 10 à? Có thể là thầy bị thừa mất một con. Có thể khả năng như thế, để tí nữa bấm lại bằng máy tính. Nhưng mà thuật toán là như vậy. Bây giờ chúng ta xem cái này nhá. Bây giờ thầy gợi ý cho các em này. 1 thì bằng 1 chia 1. Đúng các bạn. Vậy thì chúng ta thấy mẫu của các phân số này được tăng từ 1 cho đến n. Vậy ta sẽ lấy cái chỗ từ cái mẫu tăng đó làm cái điều kiện nhá. Chúng ta sẽ làm cái điều kiện. Để thầy xem không biết bút thầy để đâu rồi. Đấy. Vậy thì ta sẽ viết mở màn cho nó một cái while y while mở ngoặc ra y nhỏ hơn hoặc bằng n. Ta cho cụ thể n bằng 100 vào nhá. Nhưng mà đây là thầy viết tổng quát, có thể các em có thể tính cái này là 100. Đó, xóa này đi. Thì chúng ta sẽ viết lại chỗ này. Dạ thầy ơi, Ơi có phải là F bằng 99% không ạ? S bằng chỗ này á. Thầy chưa tính ra nhưng bây giờ thầy đang đang xem cái thuật toán các em làm gửi cho thầy có đúng không? Chúng ta sẽ làm cái này này. Y mở ngoặc ra y nhỏ hơn hoặc bằng 100. Ở trên thì chúng ta cho y bằng 1. Đó, thầy xóa đi nhá. Đấy, chúng ta đợt này học có cả bảng, có cả chạy chương trình luôn. Tức là chúng ta cho y ở đây bằng 1. Đúng không? S của chúng ta cũng bằng 1.
S bằng 1 là bằng cái đầu tiên này. Rõ ràng là 1 chia 1 bằng 1. Vậy thì trong cái này chúng ta sẽ làm cái gì? Trong cái này thì các em cho y bằng y cộng 1. Đúng chưa các em? S thì sẽ bằng 1 chia cho S sẽ bằng S đô la S nhá. Bằng S cộng với cái gì? Cộng với 1 chia cho y. Đúng rồi chưa? Đấy. Tổng là S. Thì bây giờ nhá, đầu tiên này, vào trong y của chúng ta bằng 1 nhỏ hơn 100. Nó làm tiếp là y bằng y cộng 1 là y bằng 2. S của chúng ta bằng 1 cộng với 1 trên 2. Xong với đầu tiên. Xong lại vòng lên. Vòng lên thì y của chúng ta lúc này sẽ bằng 2 cộng 1 bằng 3. S lại bằng cái tổng cũ cộng với cái 1 trên 3. Đó, nó đem ra S lại mang cái S cũ ra cộng với một cái phân số mới là 1 trên 3. Kiểm tra 3 vẫn nhỏ hơn 100. Lại tăng lên 3 bằng 4. S lại bằng cái S cộng 1 trên 4. Đúng chưa các em nhỉ? Nhá, cả lớp ghi cái này vào. Ghi vào thực hành. Đó. Ghi thực hành cho thầy nhá. Ghi vào thực hành cho thầy, tính ra cho thầy. Rồi bây giờ là xong bài thứ nhất. Bài thứ nhất các em có thể kiểm tra, nhưng mà đây thầy nghĩ là đúng rồi. Bây giờ bài thứ hai, các em ghi cho thầy nắp nó vào bằng S bằng 1, Y bằng 1, cái này bằng 100, cái này bằng 1 trên Y cộng với 1. Mở ngoặc ra nhá, 1 chia cho y. Đây. Thì sau đó ta sẽ tính tổng S. Cơ bản chưa cả lớp? Alo. Được rồi. Thế cả lớp em thế nào? Đây. Thuật toán của chúng ta đây. Đó. Rồi bây giờ ta chạy nhá. S bằng 1 chia cho y. S bằng S cộng 1 chia cho y. Đây, không biết là cái này nó có chạy chuẩn không? Đây, bằng 5,101 cái số thập phân. Đấy. Tất nhiên là phải ra số thập phân rồi các em ạ. Bởi vì tổng một cái chuỗi số trong đó các số đều giảm dần. Các số đều giảm dần. Nha, đáp số của nó là như này. 5,197278, tất cả các em đều lập trình cho thầy luôn, đưa ra kết quả như này. Nào bây giờ cả lớp bắt buộc thầy bắt buộc các em phải làm nhá.
Làm xong nộp cho thầy. Rồi bây giờ thầy gọi bạn đầu tiên làm cho thầy này. Bạn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt làm được chưa? Alo. Sao S lại bằng 99 trên 100? Biên làm sai à? Minh Nguyệt đâu? Alo. Ô, hình như là bị treo hay sao nhỉ? Alo. Các em nghe thấy thầy nói không? Em có nghe. Ờ, bạn biên sai nhá. Không thể là 99 trên 100 được nhá. Bạn Minh Nguyệt làm được chưa em? Nếu không làm được thì gõ vào lời nhắc cho thầy đi. Xuân Hoàng làm chưa? Xuân Hoàng làm đi, bài đơn giản thế mà. Chưa thì em phải ghi vào. Đây, thuật toán thầy cho đây. Ghi nó vào nhá, tất cả lớp đều ghi công thức vào. Tất cả chúng ta ghi công thức vào cho thầy. Bây giờ bạn nào làm xong rồi giơ tay cho thầy. Tổng của nó ở đây nhá, tổng nó thầy tính ra là bằng 5,197218. Đấy. Tổng ở đây là tổng đến 100 nhá, thầy ghi lại cái lời nhá. Tổng 1 đến từ 1 tính cái bài tính tổng phân số. Bài này là bài 2. Bài 2, bài thực, bài tập tính 2. Đó. Tổng. Tổng 100. Còn mẫu. Cả lớp làm cho thầy đi nhá. Không biết là các em máy tính các em chạy thế nào rồi. Em chạy ra rồi thầy ạ. Ờ, ra giống thầy không? Đã có ạ. Ờ, các bạn khác thế nào? Hà Đình Ngọc. Được chưa em? Hoài Thu phải tính nhá. Ôi tất tần tật các lơ cả lớp mình là phải tính hết. Thầy yêu tất cả lớp. Thầy không có phân biệt bạn nào cả. Bạn Thái làm được chưa? Quỳnh Anh. Vân. Cái này thì chúng ta là học cái bài đợt trước môn học rồi. Thì chúng ta biết cài gen rồi. Và thầy vừa dạy chúng ta cài NetBean rồi đấy. Thì chúng ta đều làm được. Đây, thầy xem là có thể đặt cái NetBean này cho nó tối đi một tí. Editor.
tối đi cái phông một tí các em nhìn nó khó nhìn. Để xem nào. Cái này lại không có màn hình đen gì, toàn màn hình trắng. Thì để xem cái chỗ nào đặt cho nó tối tối đi một tí. Background color thì vẫn đấy. Rồi nha, bây giờ chúng ta làm bài tập số 2 cho thầy. Đây là bài 1, cả lớp ghi vào. Bài số 2 thì giao này. Bài số 2. Biên ơi, lớp mình học đến mấy giờ thì là kết thúc nhỉ? Dạ, lớp mình học đến 16 giờ 15 ạ. 16 giờ 15, có nghĩa là 6 giờ à? 18 giờ 15 thầy ạ, quên mất ạ. 18 à, vâng. Nhưng mà thầy ơi, hôm nay buổi học đầu thầy cho chúng em nghỉ sớm được không ạ? Nhưng mà phải có bài tập nào đó chứ. Dạ vâng ạ. Bây giờ các em làm cho thầy các bài sau nhá. Lý thuyết là thầy dạy như thế, còn bài tập là các em phải làm để nộp cho thầy. Cả lớp mà ban nào cũng làm là không được đâu. Vì học cơ bản thì nó dễ hơn là học cái phần lý thuyết về database hôm nọ. Cái phần này nó cơ bản hơn, thì giống như là chúng ta học lập trình bình thường ở cấp 3, chúng ta nâng cao lên một chút thôi, nó cũng không khó lắm. Các em sẽ làm các bài tập như sau. Nào bây giờ cả lớp ghi cho thầy bài tập. Đó, thầy sử dụng hết cả các công nghệ để làm thể hiện cái lời giảng cho các em. S bằng 1 trên 1 cộng với 1 trên 2 cộng với 1 trên 4 cộng với 1 trên 6 cộng đến 1 chia cho n với n bằng 2k, trong đó k là số nguyên dương. Rồi S2 sẽ bằng 1 cộng với
1 trên 3 cộng 1 trên 5 cộng với 1 trên 7 cộng 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 đến 1 trên n cộng 1 nhá. Đấy, n bằng 2k. Đấy, các em làm cho thầy hai tổng này luôn. Cả lớp ghi vào không nhờ? Đây là chỉ có một bạn biên, bạn bảo hôm nay là buổi đầu tiên cho nghỉ sớm, còn các bạn khác à, tính làm chậm á, em phải lập trình, bạn Nguyệt phải lập trình ở bên trong cái phần mềm chứ. Thầy có tính được đâu, thầy phải chỉ lập trình thôi. Đây, chúng ta làm hai chuỗi này cho thầy nhá. Dựa vào cái vòng y để chúng ta làm. Buổi sau chúng ta học vòng for, do, vân vân. Đấy. Để làm cho thầy cái bài tập này cho thầy tốt rồi. Đợt này thầy vừa quay phim này, vừa UPM này, lại vừa quay trực tiếp này, lại một lúc sử dụng mấy chương trình luôn mà máy nó vẫn chạy nhanh ngầm ầm, nó không chậm một tí nào như đợt trước cả. Trước cái máy cũ của thầy nó chậm rề rề quá. Cả lớp ghi vào bài tập này cho thầy. Buổi học hôm nay khá nhiều lý thuyết. Thì thầy đã dạy cho chúng ta liền tù tì mấy tiếng rồi nhỉ? Alo? Biết đâu rồi? Đã hơn một tiếng ạ. Hơn một tiếng à? Hơn một tiếng có nhiều kiến thức không? Có thôi ạ. Có thì nhiều một tí các em. Thế thầy có cần thầy up bài này lên trên mạng không? Hay là thôi? Cả lớp. Alo. Có thầy ạ. Có à? Vẫn có à? Vâng. Thầy ơi, thầy để độ vân giải Full HD đi ạ. Full HD mà. Đây nhá, thầy đang ghi, vừa ghi ở trên UPM và vừa ghi ở trên phần mềm của thầy trên màn hình. Đấy, toàn Full HD hết. Thì cái phần lập trình cơ bản này là các em phải nắm được. Mà cả lớp phải hứa với thầy là cố gắng học môn này tốt nhá. Vâng ạ. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta kết thúc lý thuyết ở đây. Bài tập thì giao hai bài này. Chúng ta làm và nộp sớm cho thầy nhá. Tối nay nộp cho thầy cũng được. Bạn nào nộp sớm thì thầy ghi tích điểm cao hơn. Đấy. Nó cũng dễ thôi mà, hai bài này các em chỉ ngồi nghĩ một tí là ra thôi. Một cái là mẫu chẵn, một cái mẫu lẻ. Đúng cả lớp. Rồi ok. Thế bây giờ thầy sẽ dừng bài đây nhá. Cho các bạn nghỉ sớm một hôm. Buổi sau là chúng ta phải học đủ. Cuối kỳ thi lý thuyết thôi. Hoặc là thực hành cũng được, tùy lúc đấy do điều kiện nhà trường. Toàn những bài dễ mà thầy dạy cho các em để dễ thôi.
chứ không phải làm đồ án như cái bài kia. Làm bài kia thì các em hơi nặng đầu, mà thậm chí cũng làm theo thầy cũng rất là vất vả, đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dừng đây nhá. Nhớ cài cho thầy nét pin và gen ra nhá. Hồi đầu thầy dạy hướng dẫn như thế, cài Java SDK trước xong đến cài cái này thì nó mới ra ra được. Các lớp nhớ chưa? Đấy, nó phải làm như thế nó mới ra được, không có là không ra được đâu. Ô, bây giờ dừng ở chỗ nào đây? Kết thúc cuộc họp. Kết thúc cuộc họp. Đó.